Ngọc Trinh bị tố bán hàng thanh lý giá cắt cổ. Ngọc Trinh đang khiến netizen phát sốt với post thanh lý nào kim cương tiền tỷ, nào đồng hồ hay túi xách giá cả trăm triệu. Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng thông báo giao bán loạt đồ hiệu và kim cương đáng giá cả gia tài tiền tỷ. Trên Facebook cá nhân cô viết, topic thanh lý bắt đồ vì bị Thúy Kiều bắt nha mọi người, không tự nguyện lắm nha mọi người. Hầu hết mỗi món chỉ có một nha mọi người. Trinh có thói quen sưu tầm nên cơ bản là đồ mới 100%. Bà Kiều không cho giữ phụ kiện á, bà lòng nửa nhà tôi luôn rồi, bán hết xong mua nhà mới hay gì Kiều. Từ đồng hồ nguyên khối vàng trị giá 720 triệu đồng, viên kim cương to giá sơ sơ 14 tỷ, 5 tỷ, 2 tỷ đồng, cho đến túi xách vài tỷ đồng đều được cô trưng cầu bán nhanh, đếm sơ tổng giá trị cũng gần 30 tỷ đồng. Thế nhưng, giữa lúc đại hội bắt đồ đang rôm rả, nữ hoàng nội y bất ngờ bị giới seller tố dùng ảnh pha ke để đăng bán hàng, đôn giá, chênh lệch nhiều lần so với các seller bên ngoài thị trường. Bên dưới hàng loạt ý kiến đồng tình với người đang status, không món nào giá đúng cả, hàng sale mà giá còn cao store, mấy cái vơ xả có mười mấy triệu mà bán lên 20 mấy triệu, dã man. Dù mới đăng được hơn một tiếng nhưng bài post đã nhận được nhiều ý kiến. Ngay lập tức, phóng viên đã liên lạc với phía Ngọc Trinh để làm rõ thực hư. Phía nữ hoàng nội y không muốn bàn tán nhiều nhưng đã khẳng định chắc nịch rằng kim cương, túi hiệu trên đều thuộc quyền sở hữu của cô. Người chuyên bán túi hiệu cho Ngọc Trinh cũng chia sẻ như sau. Các hình ảnh đăng trên page đều là túi Ngọc Trinh đã mua, chuyện Ngọc Trinh phát đồ cũng là khá bình thường, tại Trinh đã có quá nhiều đồ dùng không hết. Nhiều người đã khuyên Ngọc Trinh nên bán đi vì túi lên giá để rất uổng. Trinh có công khai giá cả hết nên thuận mua vừa bán, ai thấy hợp lý thì mua. Đồ hiệu ở store sẽ khác với mua vật sale hay mua tranh thủ cuối mùa nên không thể nói Trinh bán giá đắt hay rẻ, cơ bản phù hợp với chi phí ban đầu bỏ ra là được. Nói về việc Ngọc Trinh bị cho là dùng ảnh pha ke để bán hàng, người này cho biết số túi trên đều được nữ hoàng nội y tậu trước đó. Đồng thời, phía Ngọc Trinh đã sử dụng ảnh do cửa hàng cung cấp để đăng thanh lý trên trang fanpage. Đại diện phía chuyên bán kim cương cho Ngọc Trinh chia sẻ, Ngọc Trinh là khách hàng VIP lâu năm bên chúng tôi, tháng nào cô ấy cũng mua cả chục món, mua nhiều quá mà giờ không có nhu cầu dùng nữa cô ấy pass lại là lẽ thường tình. Chuyện hình ảnh thì cô ấy mua cô ấy có toàn quyền sử dụng nó, chưa có xin chụp ảnh của Trinh khi mua luôn nhưng cô ấy không muốn khoe khoang nên từ chối. Nếu mà có chụp thì giờ không xảy ra tranh luận như này rồi. Dù đã chính thức lên tiếng không muốn bàn tán nhiều nhưng xin khẳng định chắc nịch rằng kim cương túi hiệu trên thuộc quyền sở hữu của mình. Ngọc Trinh bỗng có phát ngôn gây chú ý, cô đặt nhẹ chiếc ảnh khoe chân mướt mát trong siêu xe, tay đeo đồ hiệu sương sương vài tỷ cùng dòng trạng thái. Tôi là cái đứa rất tập trung sống tốt phần mình nha, không quan tâm và cũng chẳng bị ảnh hưởng tâm lý bởi những thứ chẳng liên quan đến cuộc đời mình. Netizen liền đặt nghi vấn rằng bóng hồng gốc Trà Vinh đang ẩn ý chuyện bị chê bán hàng đắt và không minh bạch. Có lẽ giờ đây, Ngọc Trinh đã quá quen với những lời thị phi và đàm tiếu. Cô không quan tâm và để nó làm liên lụy đến mình nữa rồi. Ngọc Trinh từ lâu đã nổi tiếng là tay chơi đồ hiệu khét tiếng của showbiz Việt, thậm chí cô nàng còn xây hẳn một gian phòng trong dinh thự của mình dùng để xếp hết quần áo, giày dép, phụ kiện. Nên việc trợ lý đòi nghỉ việc vì không chịu nổi đống đồ mỗi ngày lại chất đống là điều dễ hiểu. Trước đó cô chia sẻ, thanh lý bát đồ vì bị Thúy Kiều bắt nha mọi người, không có tự nguyện lắm nha, hầu hết mỗi món chỉ có một. Trinh có thói quen sưu tầm nên cơ bản là đồ new 100%. Phần nhiều là đồ được tặng nhưng không xài đến nên vẫn còn đủ bốc cát nhưng không bill. Còn đồ line new là Trinh đã xài thì có khi chỉ còn đồ nha. Bà Kiều không cho giữ phụ kiện á, bà lọc nửa nhà tôi luôn rồi bán hết xong mua nhà mới hay gì Kiều. Theo đó, Ngọc Trinh chia nhỏ việc thanh lý thành hai topic, hàng cao cấp hột xoàn và hàng bình dân. Ngọc Trinh chụp tất cả các sản phẩm như đồng hồ, túi xách thuộc các thương hiệu đình đám trên thế giới. Cô còn thanh lý cả hột xoàn, nhẫn, bông tai được làm từ kim cương thiên nhiên và kèm theo phần mô tả vô cùng chi tiết để giúp fan dễ lựa chọn. Nếu thường xuyên theo dõi Ngọc Trinh, khán giả sẽ phải trầm trồ về độ chịu chơi khi cô chất hàng hiệu đầy nhà, thậm chí kín từ phòng khách ra đến hành lang, xe hơi, la liệt từ ghế đến dưới sàn nhà.